Ok, và chào mừng tất cả mọi người đã lại tiếp tục quay trở lại với channel Đá Bingo của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tới với một cái thể loại game cực kỳ vui, thể loại cá lớn nuốt cá bé ở trong Roblox. Và như anh em có thể nhìn thấy ở ngay trước mắt đây thì mình đang là một chú cá sấu vô cùng cute, phô mai que. Đấy, kiểu răng kiểu ngoe nguẩy đuôi các thứ hiểu không? Đấy, và chúng ta nhiệm vụ là ngày hôm nay mình sẽ phải tiến hóa trở thành một anh bạn vua cá sấu nha anh em. Ta sẽ phải ăn những cái con cá con. Ok ạ. Cái gì đây? Đấy thì đại loại là chúng ta sẽ phải ăn những cái con cá con. Giống như cái thằng vừa nãy nó vừa ăn mình ấy. Và chúng ta đây từ từ để quay cái xem nào. Quay cái lấy điểm cái anh em ơi. Nói chung là giống như những cái tựa game kiểu cá lớn nuốt cá bé khác. Càng to chúng ta sẽ càng ăn được nhiều nha anh em. Đây đầu tiên là ăn những cái con cá nhỏ này. À, đây món ngon. Để tôi ăn. Ui có thằng nó lặn kìa. Có thằng nó lặn đấy anh em. Game nó có lặn cả lặn à. Bấm quy là lặn xuống nha. Đây, hiện tại mình đang sức mạnh 3 rồi này. Mình có thể đi ăn cái thằng sức mạnh 1 nha. Ê, thằng kia chạy đi đâu? Thằng này chạy đi đâu? Ui. Nhưng mà ăn được thằng đấy lên mỗi 1 điểm. Tại nó có sức mạnh 1 thôi. Đấy. Chúng là phải né né mấy thằng to. Ê, có thằng gì kìa. Ê. Nào, chạy. Bấm xin không được. Ok, xong cái gì không được. Đừng. Nào. Của anh bạn này cá sấu trắng anh em ạ. Điểm 844. Chạy bên này. Ây à. Hay phết anh em ơi. Thằng kia nhá, nhớ mặt tao nhá. Thôi cứ đợi đấy. Đợi đấy. Rồi chúng ta phải ăn uống thật nhiều này. Ăn con này đã. Rồi này né mấy cái thằng kia ra. Thằng kia cá mập trắng. À cá sấu trắng đấy. Đây. Anh bạn này đi đâu. Một con mạng đã đi. Chỗ này vắng người, ngon. Tha hồ đớp. Vắng người thế này thì tha hồ. Từ nhà có mấy thằng. Ui có thằng gì cá sấu xanh đằng kia kìa. Phải ạ. Đây gặp được cua rồi. Lần này ăn cua lên cho nó nhanh. Ồ này anh em ơi. Kìa hơn 100 điểm. Ôi hơn 200 điểm nó ngắm tới mình rồi. Oh no. Đừng mà anh bạn. Trời ơi. Ủa mày quá nó đi rồi. Ê ăn được con gì. Ui con này 32 điểm này. Ngon. Úp luôn. Ta có thể sử dụng lá chắn. Đây như mình là đang sử dụng lá chắn là không phải sợ thằng 2k điểm này. Rồi anh em quay anh em sẽ có những cái lần sử dụng nhất định. Ồ và kia là vua cá sấu. Ôi rồi ôi. Anh vua cá sấu ơi. Ôi thôi xong rồi ăn cái tốc độ nhanh. Trời ơi không bấm ship. Hết thể lực cái gì ý. Tốt nhất là chúng ta nên để dành thể lực anh em ạ. Thể lực có hạn nên chúng ta nên để dành một chút. Chạy mấy cái thằng cá sấu to. Chứ nếu mà cứ chạy vớ chạy vẩn là thôi là tới lúc bọn nó đuổi là không có thể lực mà chạy đâu. Rồi đây ăn ngay là chạy nhanh cho sướng. Anh thủ đớp nào anh em ơi. Ăn mấy con cá này lên 22 một lúc này. Cái cá nhỉ. Rồi đây chúng ta vào ăn cua luôn nha. Đó. Khi mà anh em đủ điểm mà ăn những cái con cua thì anh em nên tranh thủ anh em đớp luôn. Ừ đang có chạy nhanh không sao. Ui cá đuối. Ngon. Đây có thằng này. À anh bạn này như là tên con quen này. Chạy đi đâu con sâu. À vua cá sấu lại đuổi à. Thằng vua cá sấu kia nó lại đuổi mình. Cứ đợi đấy vua cá sấu nhá. Thằng vua cá sấu là lát nữa là mình chắc chắn là mình phải ăn nó một phát anh em ạ. Thì chúng ta mới có thể có cơ hội lên nhanh được. Wow hai con rùa. Nghìn điểm trắng. Nghìn điểm luôn. Trong lúc tăng tốc thì tranh thủ đi săn luôn cũng được. Ê đằng kia có hàng 400 điểm. À hình như anh lại anh bạn bạn gì đấy. Anh bạn gì đấy. Đến hơn ca điểm rồi anh em ơi. Có phải như thế. Rồi hết tăng tốc thì chúng ta cứ tém tém lại đấy. 130 điểm à. Quay đầu à. Quay đầu là không được đâu. Đừng quay đầu thế chứ. Chạy đi đâu. Chạy với chúng tôi này. Đây anh em nên ra những cái khu kiểu nhiều cua này. Đấy ăn mấy con cua này lên nó mới nhanh. Nhiều cua. Ui có cá đuối ngon này. 64 điểm một phát. Ok chúng ta có một lượt quay. Không lượt quay này phải bỏ nó boost. Thôi mua luôn nha. Em quay ra được cái gì. Ê quay. Ra được cái tăng tốc thì ngon này. Trời ơi ra tiền ạ. Không ngon lắm. Ui không ổn. Gần thằng vua cá sấu rồi. Ôi. No. Trời ơi. Nó chạy nhanh đấy nhỉ. Ok bây giờ chúng ta sẽ mở dương với số tiền mình sở hữu. Thì xem là mình sẽ quay được ra skin gì của cá sấu nào. Trời ơi. Red lava. Được chưa. Ui dồi ôi. Còn luôn, từ mở cái này ra nè mà. Quay một phát ra legend luôn ạ. Rồi giờ thì ra con hơi lởm.
cho 50 tiền ra con lại lở luôn. Oh, Legendary của tôi đâu? Ui rồi, cá sấu lava. Tầm này vào dọa bọn nó là hơi bị chiến này. Tôi kill Legendary luôn. Chưa anh em, cá sấu lava. Bây giờ cẩn thận nha, cái thằng vua cá sấu nhớ mặt đấy. Thằng này chỉ có một điểm nhưng mà cứ bắt nàn nó đi. Tầm này bắt nàn mấy thằng nhỏ nhỏ tướng nhất anh em ạ. Thôi mình nghĩ là mình nên lặn lặn một tí anh em ơi. Cho bọn nó không phát hiện ra chứ tầm này thì cứ chạy nhô nhô ở trên là chết đấy. Rồi lên tầm mấy mấy điểm này anh em kiếm cua ăn luôn nha. Ở đây chúng ta có thể được nhận thưởng rồi này. Đấy lên 16 điểm xong anh em lên hơn 30 điểm anh em ăn con này lên thẳng 60. Là chuẩn chỉ đây. Bây giờ kiếm con cá đuối ăn nữa là chuẩn chỉ này. Rồi không có ai ở quanh đây. Kìa. Anh bạn ấy một điểm ăn không bõ lắm. Ui. Mình vừa nhận được một phần thưởng tăng hơn một phát hơn lên 300 điểm rồi. Nhưng thực sự ta đi tìm mấy con cá to to. Rồi đằng kia có anh bạn thì 20 điểm này. 20 điểm nhưng mà đang là ngồi chơi này này lặn rồi. Đấy. Ôi. Cái thằng đấy nó out game rồi. Sao? Ta còn một con hàng nữa bên này. À anh bạn này. Anh bạn này đi đâu? Xoài. Ôi no no no. Ơi như cái thằng mấy chục nghìn điểm kia nó out game rồi. Bây giờ thằng to nhất nó đang là 800 rồi. Trời ơi. Nó đuổi. Ô không. Tôi cần giáp. Thằng kia nó ăn giáp của mình. Thằng kia. Trời ơi. Thằng kia nó ăn giáp luôn của mình. Sao bọn này nó chạy nhanh ấy nhỉ? À chúng ta có thể lặn xuống nghỉ ngơi nha anh em. Đây cái thanh thể lực nó hồi bên tay trái, bên tay phải đây. Đó. Ê. Ồ chúng ta bằng tuổi luôn. Nào giờ anh bạn đuổi ai? 12, 11, 11, 11 này. Mình 12 mình ăn được đó. Nhơn à. Đuổi với chúng tôi à. Chỗ này, cái game này cảm giác ít đồ ăn anh em ạ. Cái chơi mấy cái game ăn ăn khác cảm giác nó nhiều đồ ăn lắm. Game này ít đồ ăn thực sự luôn ấy. Rồi chúng ta có thể cộng tiền này. Có mỗi cái khu VIP là nhiều đồ ăn thôi. Còn lại đi săn game này khó vãi. À anh bạn này nãy đuổi ai nhỉ? À chạy à. Ôi thôi thằng vua cá sấu nó tới. Thằng vua cá sấu nó tới. Ôi da. Ừm. Ôi rồi. Ôi. Yêu sao chạy cho bệnh. Ê. Đừng. Vua cá sấu. Ôi xong rồi bị ép góc rồi. Lặn. Lặn xuống. Lặn xuống không được à. Ừ lặn xuống. Làm sao nó thấy được. Sao mà đỡ được. Đấy rồi tăng lên hơn 300 luôn. Nhưng mà chả ăn thua gì cả. Tôi cần tốc độ. Ta cần tốc độ anh em ơi. Lặn xuống này là có thể né được những nhát cắn của nó nha. Ui ăn thằng đấy đi. Trời ơi sao lại lao vào mồm thằng vua cá sấu vậy. Thôi đi từ từ hồi thể lực cái hồi thể lực đã. Thằng kia cũng có vẻ hết thể lực rồi. Tin biếng. Kêu ơi. Kêu. What the hell. Đây có cái tăng tốc này. Ăn ngay cái tăng tốc. Rồi, tăng tốc 9 giây. Tăng tốc, ngon. Sao mà đỡ được. À, anh bạn thì 200, xin nhá. Ừ, cướp của nó luôn. Té luôn. Ừ, đuổi này. Đố anh bắt được em. Ừ, nhờn. Đây, lại thêm cái tăng tốc nữa này. Té luôn anh em ơi. Ai hiểu sao cái thằng đấy nó cứ đòi ăn mình em ạ. Chắc là thịt, kiểu thịt đỏ đỏ này, kiểu tươi ấy. À, xem có con mồi nào. Ôi giời đi càn quét thôi nhờ. Một anh bạn này. Bạn tiếp theo anh bạn cá sấu trắng này. Ngon này. 300 điểm à. 300 điểm xin luôn chứ. Anh bạn tưởng tôi không biết lặn này anh bạn. Ơ vẩn này. Ôi thằng vua cá sấu lại tới rồi. Thằng cu ấy nó lại tới rồi. Chúng ta chơi game này là chúng ta gặp mấy thằng to. Chúng ta phải hèn một tí anh em nhé. Úi giời nó đang đi đuổi cái thằng kia. Thằng vua cá sấu nó cứ đi săn, nó không thấy đi kiếm ăn gì cả. Nó cứ đi kiếm mấy cái thằng to to khác nó ăn thôi. Anh bạn vua cá sấu không đuổi được thì để tôi. Để tôi. Tôi có tốc độ của tôi nhá anh bạn vua cá sấu nhá. Ha ha ha. Chạy đi đâu. Nào ơi. Lặn này. Chưa. Nó không đuổi được mình đâu. Nếu mà mình cứ đi vòng quanh mình ăn mấy cái tốc độ chạy này thì chúng ta sẽ không thể bị ăn được. Đó. Đây, ăn tốc, tăng tốc. Tôi cần tăng tốc. Nó cứ đi ăn mấy cái tốc độ anh em ơi. Kìa, có con hàng này.
Em xin nhá. À nó có lá chắn anh em ạ, không ăn được. Và bây giờ chúng ta đã đủ hơn 2.000 điểm để ăn một con cá to này rồi. Ui, ăn con này lên hơn 4.000 điểm luôn. Thế là bằng thằng kia luôn à? Oh, đấy rồi. Giờ ai mới là vua? À, à. Giờ ai mới là vua à cu? Chạy đi, chạy nhanh. Đuổi ai? Đuổi ai cu? À, lấy anh bạn đuổi ai nhỉ? À, chạy đi còn kịp. Ê, đừng để đoán sấm sét. Ô, được rồi. Còn này thì đuổi à cu. Và mình đã tiêu diệt được thằng vua cá sấu của server này anh em ơi. Chúng ta đã thành vị vua cá sấu luôn. Vâng. Ai thì đuổi à. Anh Yên đuổi nãy giờ anh em ạ, khổ. Mình ăn được con cá 2.000 cái lên lật kèo luôn. Em hiểu không? Rồi, vua cá sấu thì bây giờ đi càn quét bọn nó thôi. Đấy, đại loại là game này như vậy. Ăn nốt cái thằng 400 này xong nghỉ nha. Thằng 400 này nó lặn, nó nghĩ mình không biết lặn hay sao ấy. Đấy, bây giờ là đi tới đâu là người khác cũng phải khiếp sợ tới đó. À, lặn nè. Lặn nè. Anh đấy. Lặn này. Lặn. Tạ tưởng là không biết à. Hello. Hello. Chạy hết. Vẫn cố ăn à. Thằng này thấy vua cá sấu tới vẫn cố ăn anh em ạ. À. Thôi thà nha. Đây đây đây, có thằng kia kìa, cái thằng này 400 này. Đi đâu? Bạn kia 400 điểm. Đâu? Ăn nốt thằng 400 điểm này anh em. Nói chung đây là một tựa game khá hay. Ê! Cái gì đây? Tự nhiên nó quật nó như vậy. Ê! Chạy đi đâu? Đâu có sâu. Đấy, chạy nhanh quá. Ừ, bọc đầu đó. Ăn sấm sét bọc đầu nó anh em ơi. Đây đây, đây ăn sấm sét, từ từ đã. Đấy, ăn sấm sét bọc đầu á. 15 giây sấm sét. Giờ chạy à, giờ chạy à. Giờ chạy à cu. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. À, chạy chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu. Chạy đâu. Chạy đâu. 4 giây à. Chạy này, chạy, chạy này, chạy này, chạy này, chạy này. Ok. Và nếu anh em nào thích video này, đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. À, có lẽ là ngày hôm nay chúng ta tới đây thôi. Hẹn mọi người vào trong những video lần sau nha.